Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. 9 đội bóng đến từ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Hải đội 33, Trạm Radar 32, Trạm Radar 590, lực lượng dân quân tự vệ và một số cơ quan đơn vị trong huyện đã tham gia giải bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đội bốc thăm chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng thi đấu bán kết và chọn hai đội thi đấu chung kết. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các trận đấu bóng chuyền đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.